mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Na Stories. Giờ này mọi người có khỏe không? Nghe nói Sài Gòn thì mấy hôm nay trời rất là nóng đúng không? Còn ở bên này thì trời rất là lạnh. Các bạn thấy là hiện tại đang là mùa xuân nhưng mà Na vẫn còn đang mặc áo khoác của mùa đông á. Tại vì nhiệt độ bây giờ nó đâu đó khoảng 9-10 độ thì Na cảm thấy cũng khá là lạnh. Nội dung của video ngày hôm nay á thì Na muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà khá là nhiều bạn hỏi Na. Có bạn thì inbox riêng, có bạn thì comment trên những cái video của Na mà Na chưa có thời gian để mà trả lời cho tất cả mọi người. Đó là cái chủ đề là các bạn hỏi, các bạn đang làm ở trong một cái lĩnh vực hoàn toàn khác cũng được một thời gian khá lâu rồi, ví dụ như là vài ba năm, 5-6 năm, có người làm cả hơn 10 năm rồi, và các bạn có mong muốn là chuyển sang ngành business analyst. Thì theo như Na nghĩ thì các bạn chuyển hướng như vậy thì các bạn có thể làm ở trong cái lĩnh vực BA mà trước đó các bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm hay không. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay, Na sẽ chia sẻ một số cái trải nghiệm cá nhân cũng như là những cái mà Na cảm nhận được trong cái quá trình mà Na học ở bên này. Tại vì sao Na lại nói cái vấn đề như vậy? Như các bạn cũng biết là Na có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc ở trong Business Analyst và Product Owner, và hiện tại ở bên Canada này Na đang học một cái ngành hoàn toàn khác, đó là về Marketing. Thì nó cũng sẽ có một chút ít liên quan tới cái vấn đề mà các bạn đang hỏi, đó là cái việc chuyển ngành. Thực tế thì Na cũng không phải là hoàn toàn chuyển ngành đâu, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà các bạn đang hỏi. Thì Na có được những cái trải nghiệm cá nhân đó như vậy, cho nên là Na quyết định làm cái video ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn những cái cảm nhận và cái ý kiến cá nhân của Na về cái việc chuyển ngành. Thì bây giờ tụi mình sẽ vào nội dung chính của video nha. Let's go! Đầu tiên thì Na sẽ làm rõ về cái khái niệm chuyển ngành là như thế nào ha. Giả sử như các bạn trước đây đã từng làm ở trong lĩnh vực IT, ví dụ như các bạn làm developer hay các bạn làm QC vân vân, rồi xong bây giờ các bạn chuyển sang làm BA, thì đó là một đối tượng nó cũng khá là dễ dàng, bởi vì các bạn hoàn toàn đã có những cái background, cái nền tảng về IT rồi, và các bạn cũng đã làm ở trong cái lĩnh vực về IT, về software vân vân, nên các bạn đã quen thuộc rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc chuyển sang làm BA thôi, thì cái đối tượng đó thì khá đơn giản, nên là Na không có đề cập ở trong nội dung này. Còn trong cái video này á, cái khái niệm về chuyển ngành của Na có nghĩa là trước đây các bạn hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm gì về IT, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ chuyển sang làm IT. Giả sử trước đây các bạn làm về bank, nhà hàng, hay là các bạn làm về marketing, hay các bạn làm về sales, nhưng mà vì là cái công việc của nó đặc thù và các bạn cảm thấy mình không có còn hứng thú nữa, nên là bây giờ các bạn muốn chuyển sang làm BA, IT BA, thì nó là cái chuyển ngành mà Na đề cập ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà nếu như các bạn có mong muốn chuyển ngành thì các bạn cần phải hỏi bản thân là mình có đủ kiên nhẫn và công sức và thời gian để mình đầu tư cho cái việc trau dồi lại hoàn toàn về cái nền của mình, cái background của mình, cái background knowledge của mình hay không. Tại vì khi mà các bạn chuyển ngành như vậy á, các bạn phải cần bỏ rất là nhiều thời gian và công sức để mà học về một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Na lấy ví dụ, trước đây Na không hề có một cái kinh nghiệm gì về marketing, về sales hết. Nhưng mà khi mà qua bên Canada này, cái chương trình mà Na đang học là Marketing Corporate Account Management, cho nên là Na phải học hoàn toàn lại những cái khái niệm, những cái kiến thức cơ bản về marketing, về sales. Và cái chương trình mà Na học từ hồi Na qua đây tới bây giờ là từ tháng 9 năm 2022 tới bây giờ, có nghĩa là Na đã trải qua 8 tháng để mà học cái kiến thức mới theo cái chương trình ở một cái trường college ở bên đây. Thì giả sử như các bạn cũng chuyển ngành thì cái việc các bạn cần phải đầu tư thời gian ít nhất cũng phải là 3 tháng, 6 tháng để các bạn hoàn toàn học lại những cái background knowledge đó. Thì các bạn phải tự hỏi bản thân mình là có đủ kiên nhẫn, có đủ thời gian, có đủ công sức để mà học một cái lĩnh vực hoàn toàn mới hay không? Đó là câu hỏi đầu tiên ha. Cái vấn đề thứ hai mà các bạn cần phải cân nhắc đó là những cái mối quan hệ mà mình đã gây dựng trong cái quá trình mà mình làm việc ở cái lĩnh vực mà hiện tại mình đang làm. Ví dụ như Na, trước đây Na làm về BA, Na đã có những cái mối quan hệ, Na đã có những cái connection, người ta đã biết được cái cách mình làm việc như thế nào, cái kiến thức mình ra sao, cái kỹ năng của mình có tốt hay không. Thì lúc đó đó mình chuyển qua một cái công ty khác cũng làm về cái lĩnh vực đó thì sẽ đơn giản hơn, cái CV của mình viết nó cũng đơn giản hơn, tại vì tất cả những cái kinh nghiệm mình có nó đều liên quan hết. Còn bây giờ khi các bạn chuyển qua một cái ngành hoàn toàn khác thì những cái mối quan hệ của các bạn không còn. Tức là có thể các bạn cũng sẽ sử dụng được, nhưng mà hầu hết đều rất là khó để mà sử dụng lại. Giả sử các bạn trước đây là marketing, bây giờ các bạn chuyển qua IT, hầu như cái mối quan hệ của các bạn, gọi là cái connection á, của các bạn nó đều là những người ở trong cái lĩnh vực marketing.
Bây giờ các bạn chuyển qua IT, mặc dù người ta có thể biết là các bạn làm việc rất tốt ở marketing chẳng hạn, nhưng khi các bạn qua IT thì không có ai chứng thực hay là bảo chứng cho các bạn là các bạn có đủ kỹ năng và kiến thức để qua IT. Cho nên là khi mình chuyển ngành như vậy, mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà mình tìm việc. Cho dù là mình học được cái background knowledge là mình học rất tốt, nhưng khi mình kiếm những cái công việc liên quan tới cái ngành đó, nó cũng sẽ khá là vất vả trong khoảng thời gian ban đầu. Nó nói là vất vả chứ không có nghĩa là các bạn không kiếm được ha. Dĩ nhiên là cũng sẽ kiếm được, nhưng mà nó khá là vất vả và cái tỷ lệ cạnh tranh nó cũng khá là cao. Các bạn thử hình dung là nếu như các bạn trước đây học về IT và các bạn học về BA, sau khi các bạn ra trường, các bạn là một tấm chiếu mới. Xong lúc đó các bạn hoàn toàn có thể vào bất cứ một công ty nào họ tuyển về fresher, về junior, về intern, các bạn làm một cách dễ dàng, tại vì lúc đó mình vừa mới ra trường và mình không có cái gì để mất hết, là mình chỉ làm thôi. Còn bây giờ các bạn mang theo bên mình rất nhiều kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực trước đó, và có thể là các bạn đã rất giỏi ở trong cái lĩnh vực của mình, thì bây giờ rất khó khăn để các bạn có thể bước chân vào làm ở một cái công ty ở cái vị trí mà thấp so với cái level và so với cái tuổi của mình nữa. Thì cách đây vài tháng, Na có nói chuyện với một anh bạn ở trong một công ty IT. Thì Na có hỏi về cái việc là đang tuyển dụng những ứng viên BA thì như thế nào. Thì anh có chia sẻ là hiện tại đó thì khá là nhiều người làm về lĩnh vực IT, mong muốn làm BA v.v. Và khi mà tuyển vậy thì các công ty họ cũng có khá là nhiều lựa chọn nếu như họ chỉ cần tuyển một fresher hay là junior BA. Cho nên họ có rất nhiều lựa chọn. Cái việc của những người sinh viên mới ra trường là họ phải là những sinh viên giỏi thì họ sẽ rất là dễ để mà vào công ty. Và khi người ta công ty mà tuyển fresher và junior, người ta cũng mong muốn kiếm những tấm chiếu mới như vậy để dễ đào tạo. Còn khi mà mình đã có rất nhiều kinh nghiệm thì mình đã hình thành ở trong đầu của mình những cái mindset hay là những cái cứng nhắc mà trước đây mình có, nên cũng là khó khăn cho mình để mà mình rũ bỏ đi những cái đó để mà có thể bước vào làm ở trong công ty. Cho nên cũng có khá nhiều công ty họ rất ngại tuyển những người lớn tuổi để mà làm ở cái công việc junior hay là fresher ha. Dĩ nhiên là cũng sẽ có nhiều công ty họ cũng chấp nhận những ứng viên như vậy, tại vì họ nhìn thấy cái tiềm năng của mình chứ không phải là tất cả. Nhưng mà như Na nói, nó sẽ là rất khó cho các bạn, nên đó cũng là một cái vấn đề mà các bạn cần phải đương đầu và tự hỏi bản thân mình là mình có thể vượt qua được cái khó khăn đó hay không. Cái vấn đề thứ ba cũng khá là quan trọng, đó là tiền lương. Giả sử như các bạn làm ở cái công việc hiện tại của mình, cái lương của các bạn có thể là nó không có quá cao, có thể là vấn đề lương là lý do mà các bạn mong muốn chuyển qua làm BA để có một cái mức lương tốt hơn chẳng hạn. Mặc dù nó không quá cao, nhưng mà nó chắc chắn với các bạn luôn là có thể là nó sẽ cao hơn cái mức junior của BA. Cho nên là khi mà các bạn chuyển ngành, thì chắc chắn mình sẽ phải chấp nhận một cái khoảng thời gian mà mình sẽ phải làm với một cái mức lương mà nó thấp hơn so với cái kỳ vọng của mình. Tại sao nó lại nói thấp hơn? Tại vì khi mà các bạn bắt đầu ở một cái lĩnh vực nào đó thì dĩ nhiên các bạn cũng sẽ phải bắt đầu ở một cái vị trí ở junior hoặc là fresher, thì dĩ nhiên cái lương của nó sẽ không có thể nào như senior. Cho dù trước đây các bạn làm ở lĩnh vực khác, các bạn là senior, nhưng mà không thể nào vì các bạn nói là tôi có kinh nghiệm làm senior bên lĩnh vực đó nên bây giờ tôi mong muốn làm ở vị trí BA, fresher hay là junior, nhưng tôi vẫn mong muốn cái mức lương senior. Nếu như cái việc nó đòi hỏi như vậy thì lại quay lại cái vấn đề số 2 mà Na nói lúc nãy, tỷ lệ cạnh tranh khá là cao. Rất nhiều các bạn sinh viên mới ra trường, người ta học đúng cái ngành đó, người ta đi làm và người ta không có đòi hỏi cái mức lương của senior, thì tại sao nhà tuyển dụng lại cân nhắc tuyển mình ở cái vị trí đó? Thì nếu như các bạn có mong muốn mà được cái mức lương cao thì phải quay lại tự hỏi bản thân mình là cái giá trị của mình mang đến cho công ty là như thế nào? Tức là cái điểm mấu chốt để làm nên cái sự khác biệt giữa mình so với những ứng viên khác là như thế nào? Vì sao công ty họ nên chấp nhận tuyển mình và trả cho mình một cái mức lương cao hơn so với những người khác? Thì các bạn, nếu như mà mình thật sự mong muốn làm ở BA và lại muốn sử dụng lại những cái kinh nghiệm ở những cái lĩnh vực mà mình đang làm ở công việc hiện tại, thì các bạn phải cân nhắc chọn đúng công ty, đúng cái domain của công ty hoặc đúng cái ngành mà mình có thể tái sử dụng những cái kinh nghiệm mà mình đã có trước đó, thì nó sẽ tốt hơn cho mình khá là nhiều. Thì đó là ba cái vấn đề mà Na hy vọng là các bạn sẽ cân nhắc để tự trả lời cho cái câu hỏi là mình có nên chuyển sang làm một cái ngành khác, ví dụ như chuyển sang làm BA hay là không. Thì chính các bạn á mới là người có thể tự trả lời cái câu hỏi đó chứ không phải là Na.
Có thể là qua những cái chia sẻ của Na vừa rồi thì các bạn sẽ tự hỏi bản thân là vậy thì Na đang khuyên các bạn là không nên chuyển hả? Hay là nên chuyển? Tại sao Na lại chỉ nói về những cái khó khăn như vậy? Tại vì thực tế không có cái gì mà màu hồng hết trơn á. Các bạn tưởng tượng coi là mình khi mà mình bắt đầu làm ở cái công việc hiện tại các bạn đang làm á, là các bạn đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để mà các bạn có thể vươn lên được ở cái vị trí như hiện tại, đúng không? Thì khi các bạn muốn qua làm BA thì các bạn cũng sẽ phải trải qua bấy nhiêu khó khăn, và thậm chí là nó còn khó hơn rất nhiều. Tại vì mình luôn mang theo cái kinh nghiệm mà mình đã có trước đây, và mình cứ mong muốn người khác sẽ phải đánh giá mình tốt dựa trên những cái kinh nghiệm đó, cho dù là mình đi ở bất cứ lĩnh vực nào. Thì các bạn nên có cái sự cân nhắc cho mình ở trong những cái vấn đề mà Nam mới vừa đề cập, để cho mình đừng có gọi là cảm thấy quá hụt hẫng khi mà chuyển qua một cái ngành mới, hoặc thậm chí là vạn sự khởi đầu nan mà. Khi mình bắt đầu lúc nào mình cũng cảm thấy hào hứng, tại vì có thể là các bạn đã quá mệt mỏi với công việc hiện tại của mình, hoặc cũng có thể chỉ là các bạn cảm thấy là mình muốn chuyển một cái ngành nào đó khác để có một cái sự mới mẻ thôi, chứ thực tế cũng chưa chắc là mình yêu thích làm BA, đúng không? Cho nên là Nam muốn cho các bạn thấy được là những khó khăn mà các bạn sẽ phải đối mặt khi mà các bạn quyết định là mình chuyển ngành. Và cái con đường này nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn gấp nhiều lần so với các bạn trước đây khi mà các bạn học xong ở là sinh viên để mà ra làm cái công việc hiện tại các bạn đang làm. Không có cái gì màu hồng hết, và không có cái gì dễ dàng hết. Có thể trong quá trình mà mình làm mình sẽ cảm thấy nuối tiếc cái khoảng thời gian, cái kinh nghiệm, và nuối tiếc tất cả những cái nỗ lực mà mình đã có. Ví dụ như chính Na đây, hiện tại Na đang học ở bên Canada này. Có nhiều khi Na cũng cảm thấy nuối tiếc là tất cả những cái kinh nghiệm, tất cả những cái gì mình đã gây dựng ở Việt Nam, tại sao mình lại bỏ hết trơn để bây giờ mình qua đây. Gần như là mình làm lại từ đầu. Cho dù là Na bắt đầu làm ở Canada với lĩnh vực là BA, nhưng nó cũng hoàn toàn khác. Tại vì như Na nói, Na không hề có một cái mối quan hệ, Na không hề có một connection gì bên đây hết. Mọi thứ nó đều khó khăn. Na cảm thấy khó khăn, ngay cả chính cái công việc mà Na đã có kinh nghiệm 10 năm, thì các bạn cũng có thể là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi các bạn phải chuyển qua một cái ngành khác. Cho nên cái câu hỏi là có nên chuyển ngành hay không, chuyển ngành có được hay không, em bao nhiêu đây tuổi, em bấy nhiêu đây kinh nghiệm, bây giờ em chuyển từ ngành này qua ngành này, thì theo chị có được hay không? Na không trả lời được câu hỏi đó. Các bạn phải là người tự trả lời câu hỏi đó ha. Thì Na hy vọng là những cái chia sẻ của Na sẽ giúp cho các bạn tự ngẫm lại, tự ngồi lại xem xét là mình có đủ kiên nhẫn, có đủ cái thời gian, có đủ cái công sức, và có đủ cái nghị lực để mà có thể đi trên cái con đường khó khăn đó hay không. Nếu mà các bạn bước đi thì chắc chắn là các bạn sẽ tới. Thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn thấy nội dung của video hữu ích ha. Và nếu mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể bình luận hoặc là inbox trực tiếp cho Na. Hoặc là các bạn cũng có thể lên cái trang web của Na là nastories.com. Na sẽ để link ở bên dưới. Để nếu như mà các bạn muốn book một cái private talk hoặc là một cái mock interview với Na thì các bạn có thể book thông qua cái website ha. Toàn bộ nội dung thì đã có trên website hết, cho nên là các bạn có thể lên đó và nếu mà mình thấy phù hợp thì mình sẽ book. Sắp tới thì Na hy vọng là mình sẽ có thời gian để mà ra cho các bạn một cái video nữa, đó là sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức nền cũng như là cái kỹ năng mà mình cần có để mình có thể bắt đầu ở trên con đường BA. Thì Na rất hy vọng là mình sẽ có thời gian để làm được cái video đó cho các bạn trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Na trong suốt thời gian qua. Hy vọng là các bạn sẽ có được cái khoảng thời gian vui vẻ và cũng như là suy ngẫm để mà mình quyết định là mình có nên đi trên cái con đường làm BA hay không. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye!